Xong cho rùm ốp ổ xa tốt đó kể là có cun khmai bí rút đại bàn phát đồ đại cú nâng láng tới đó viết bắt đáy bọt đoàn đáng xài cổ bắt thay pháy nâng kai bảo vật xác cun khmai nơi lơ xong viên lũng đập mùi ni. Bởi vì bất bà con chữ bàn tu xa nà ca bảo cốt nơi lơ xong viên thay pháy môn nị bằng tích đại miên kể là có Campuchia dưỡng bây rút bàn cho rùm bảo cốt đòi khăn nông lúc lật tập hòa bàn chân chìa phai bà ca là ổn bếch đòi nâng xman mặt đo thịt phong. ដោយប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានដឹងមុននេះបន្តិចថ្មីត្បិតថាកីឡាករកម្ពុជាយើងមួយរូបបានចាញ់បន្ទុកមួយចាស់ផ្ទះបាទគឺកីឡាករអេលីតសំភ័សបានចាញ់កីឡាករផេតថងឆៃក៏ប៉ុន្តែបើមើលអំពីការប្រកួតគឺសំភ័សបាទធ្វើបានល្អមែនទែនបាទការប្រកួតមិញហើយពីរូបទៀតបាទគឺមានកីឡាករអេលីតហុនកងហើយនឹងឃើញទេដែរសុទ្ធសឹងតែផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់បាត់មាត់ឆឹងនៅទឹកទី1ដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់លទ្ធផលមួយនេះ បាទបងប្អូនដឹងហើយណាសង្វៀនថៃហ្វៃបាទខ្មែរយើងទៅដេកទៅដេកបាទកំរណាស់កំរណាស់ដែលយើងឈ្នះពេលខ្លះយើងមិននិយាយពាក្យឈ្នះផងយើងនិយាយថាឲ្យតែបានបីទឹកណាបាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីកីឡាករដែលមានសក្តានុពលនៅនឹងយើងអាចនិយាយថាគេអំចង់បាទបងសេនមិនទេនឹងអញ្ចឹងទៅតែគាត់ធ្លាប់ទៅហើយគាត់ធ្វើបានល្អបាទធនធានធ្វើបន្តចាញ់គាត់ធ្វើបានល្អនេះមុនណាក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺយើងស៊ីសន្លប់បាទស៊ីសន្លប់ដ
bà bàn tay bà ca bà cốt thay phay lực đi vì hạ bên đôi chia mình chưa ba loại mà mình chưa ba loại chẳng mấy bọn bà xông bay tại máu đạp bà cốt máu của mùi bà là pê tranh váy máu buồn và tách hàng thay phay của cái bàn bà ca đai tha cù thường thì ra nắng cứ ghi lại một cảm thì chẳng hạn á cơ bàn tay rọt đó đôi chỉ cái prap môn chẳng là bây giờ đang sưu mà họ tới chập chân áo mà thằng cái lâu thằng cái hỏi cầm toàn đang thằng cái nào chụp cái nào đây và ta lấy cái dương dây chỉ sách ca mà vinh bà vẽ và đánh prot ở đang sai của bạn thay phay cứ thương thì ra quạt bàn sầm rạch bầm nó ngay cứ quạt trang chụp cho môi sai dục bà sai dục mấy quạt chân nè phần tụ để ai thương thì ra chân nè sầm lọc bàn chân bọc ôn kết mưa mà cu nó dàng bệnh này cá mới khơi bọc nhóm môn đi bằng tách sai dục màu mà nó lò bà tức mũi quạt sơ vầy bà tức bí quạt vầy mà ọ bà quạt phòng ơi sầm lọc á và tại ọt sầm lọc nhắn tức bấy cứ quạt cho bà mùi khạch lọt phố quạt chân nè đá chơi chẳng là vậy được trong mơ khơi sai dục vay mà đang đấy copy vay cho mấy thôn đất thi tiệt sai dục màu mà đang đấy thì mới riêng con đang slim hậu cả vay bao con lươn à hơi mà xét mà xét hơi à vốn luôn thân nát đây trong mơ sai dục mình tới miền pi cho nó cứ cả tuốt hay là tập đầy cái anh sai dục mình vào má này bà cho con của mình vào má này bà tuốt nó cả tập đầy cứ là o mong bà sai dục bà là o lươn mà nó lươn chứ vay lươn chứ sau đây là thương thì ra chứ bà bông đang này bà vay mấy đi thì ra mau đôi bà khá là cung đã chẳng bà mong mặt dục bà sẽ lọc chân chẳng cú ní bà dương dễ mên tên tới bà kê chìm chặt tia chẳng to tại đạch tích bà hơi nằm mới để đáng sai cả vật thiệt bà chẳng to về đến đạch tích và tách xong hiện dễ tha cú thương thì ra năng sai dục đi bà hai chi mình chọn bay tất cả mình chọn bay tất cả bố sân sân ta cái hai tha nẹ mình chết thôi hơi lên là vốt cái được nè lên là vốt cái được nè bà chẳng chứ chăm mơ và to tiết hạt ta bà ca bà cốt nâng thư là ngày nà sao làm việc đánh bó đó có bắt tay bà tạm đăng cư đừng thư là nước khai đập bì ai trong khai nếu con ta chỉ bỏ miền bà thơm này hay mà cú tiết bà cư elite hôn con mà bốn đăng này hay dân gồm nâng mà có thư bàn ổ là thả năng đấy rồi có đồ đầy cua giả lập bà chẳng có ai nâng lang thử chút bà chỉ mỗi sáng chay phần tay vì tao được trong cắt ít cứ sáng chay mình toàn bà cú đây chẳng cho mình toàn hiện á ngay khoan là tha phía rồi cứ buộc cứ sáng chay nâng chân nè nếu bê bằng tay tiên đi chẳng bà sáng chay chân nè cứ sàn chay nâng lang và chụp hơn còn cho bác nâng phơi bò miền thâm mây mùi tiết chun mong ôn được thay sai nhà p đây là tập họ thay phay ban mà chọn thằng lo đời lãi kết mà trâm p ní cứ kỳ tâm vay đo cù ti bẩm p ti bẩm vay lại bạn chẳng sầm rạp bò miền mùi ní cứ miền tây và bản nắng hai bờ miền ở vậy thâm mây cho bạn nâng chuẩn riệp chun mong ôn mà xa tiết bảo chuyện lẽ thằng thay bảo cút thằng p về liền chỉ trong cao cho bạn admin cầm sáng xong mà cuốn xong chuẩn riệp liền.